Hello, xin chào tất cả mọi người. Và 23 ngày trải qua cũng đến gần đến hồi kết của hành trình 3 ngày của mình rồi. Và tiếp tục ngày hôm nay đó là bài tập chân các bạn nhá. Bài chân hôm nay mình nghĩ sẽ rất là nặng, tại vì tập với master mà. Ok, mọi người theo chân mình tập luyện buổi ngày thứ 24 nhá. Yes. Cơn mưa giao mùa hạ không thể dính chết ta trên con đường chinh phục chính mình. Không đầu hàng ta sẽ khuất phục kẻ lười biếng con quỷ hèn nhát trong ta. Trên đường vinh quang ta đi có những đồng đội bên cạnh để tiếp thêm cho ta những sức mạnh vô hình giúp ta vượt lên tất cả chiến thắng trong từng khoảnh khắc để ta được khoác vai nhau trên đỉnh vinh quang. Xin chào mọi người. Và buổi tập chân của mình hôm nay là kết thúc tại đây. Rất là mệt mỏi và địa ngục các bạn ạ. Nhưng mà chắc chắn rằng là ngày mai sẽ một ngày rất là tuyệt vời. Tiếp tục nhá. Chuẩn bị ngày 25 nào. Yes.